Một hàm răng trắng sáng và nụ cười tươi chính là điều kiện làm nên vẻ đẹp của mỗi người. Thế nhưng nếu màu của hàm răng không được như ý sẽ khiến bạn mất tự tin khi thể hiện nụ cười đối với người đối diện. Và có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi của màu hàm răng. Đầu tiên, có khá nhiều loại thực phẩm khiến răng bị vàng ố như là cà phê, trà, rượu, vang đỏ, nước ngọt, kẹo màu, nước ép trái cây, món cà ri và củ dền. Thứ hai, đó là thói quen hút thuốc có thể làm vàng và đen răng. Và cuối cùng, màu sắc của răng cũng có thể là do di truyền. Và có khá nhiều loại thực phẩm khiến răng bị vàng ố như là cà phê, rượu vang đỏ. Thế nhưng, dù nguyên nhân nào thì hàm răng hoàn toàn có thể được làm trắng bằng nhiều cách. Tuy nhiên, để không tốn kém và dễ dàng thực hiện, bạn có thể chuẩn bị dầu dừa, nguyên liệu duy nhất để làm trắng răng tại nhà. Sử dụng dầu dừa làm trắng răng tại nhà, phương pháp tự nhiên này sẽ giúp làm sạch mảng báng và sắc ố màu trên răng, giải quyết một số vấn đề khác về nướu. Dùng dầu dừa để làm trắng răng cũng là phương pháp giải độc tuyệt vời. Dầu dừa sẽ quấn độc tố ra khỏi miệng của bạn, tạo ra một môi trường răng miệng sạch sẽ và tạo điều kiện cho nước bọt hoạt động tốt hơn, ngăn ngừa sâu răng và các bệnh về nướu. Trong thực tế, phương pháp dùng dầu dừa cho răng miệng mang đến những kết quả khá tích cực như là làm trắng răng, chữa sâu răng, ngăn ngừa mùi hôi miệng, chữa bệnh chảy máu chân răng và làm dịu cổ họng, làm mềm đôi môi khô nứt. Và để có được những lợi ích đó, bạn hãy thực hiện những điều dưới đây. Để đảm bảo tính khử trùng và chống nấm tốt nhất cho răng miệng, bạn hãy dùng dầu dừa hữu cơ và tốt nhất là dầu dừa nguyên chất hâm lạnh. Cách thực hiện: bạn đặt 2 muỗng dầu dừa vào bên trong miệng của bạn và tốt nhất nên thực hiện vào buổi sáng để đảm bảo hơi thở cũng như là sức khỏe răng miệng sau cả đêm ngủ nghỉ. Bạn dùng bàn chải đánh răng hoặc lưỡi để đưa dầu dừa đi khắp vào miệng. Tiếp theo là dùng lưỡi tảo dầu dừa đi toàn bộ vùng răng nướu trong miệng trong khoảng 20 phút. Bạn có thể thực hiện vừa nấu bữa sáng hoặc là chuẩn bị quần áo để làm, tránh mất thời gian. Sau đó bạn nhổ phần dầu ra và súc lại miệng bằng nước ấm. Nếu có thể, bạn hãy súc miệng bằng nước muối ấm để kháng lại các loại vi khuẩn. Và cuối cùng, bạn hãy đánh răng lại như bình thường. Để có hàm răng trắng bóng, bạn hãy thực hiện đều đặn mỗi ngày. Tuy nhiên, khi dùng dầu dừa chừng 1 tuần, bạn đã cảm nhận được sự thay đổi về màu sắc của hàm răng của bạn. Chúc các bạn thành công với nguyên liệu đơn giản như trên. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem video. Hãy like và share cho bạn bè và người thân nếu thấy thích. Và chia sẻ với chúng mình biết cảm nhận của bạn bằng cách comment bên dưới nhé. Và để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất, bạn chỉ việc đăng ký kênh bằng nút đăng ký subscribe ở góc phải dưới video. Chúc bạn một ngày hạnh phúc. Goodbye!